này là nhà của mấy bầy chim, nó đi đâu nó cũng phải về đây. Tất đất, tất vàng, nhiều người dân miền Tây vẫn sẵn lòng nhường hết ruộng vườn cho chim trời trú ngụ. Cũng có người giang tay che chở, ngày ngày chăm lo cho bầy cá quây quần ở bến sông. Nói người ta nói công giả tràng, chi tốn hao á, thì nhiều khi á, người ta nói vậy thì kệ người ta đi, xã hội di lận mà. Vậy chim nó về chỗ mình, nó trú ngụ mà mình phá bỏ thì không đành. Mình cứ vậy đi, sống cũng được. Khi thực hiện loạt ký sự chim trời cá nước miền Tây, không chỉ mong mỏi tìm gặp những con người đang ngày đêm nuôi dưỡng một sân chim rộn rã, gây dựng một bến sông đầy cá, chúng tôi còn muốn biết ở những nơi từng được mệnh danh là rốn cá của miền Tây ngày ấy, bây giờ đã ra sao. Khi dòng nước trên những con kênh chạy thẳng vào huyện An Biên, An Minh, Kiên Giang chuyển màu đen thẫm, tức con nước đỏ theo cách gọi của bà con địa phương, chúng tôi biết mình đã đi vào nơi được mệnh danh là thủ phủ cá đồng đức tiến một thời của châu thổ Cửu Long. Đó là xứ U Minh, hay còn gọi là Miệt Trừng, với địa phận bao gồm vườn quốc gia U Minh Thượng và U Minh Hạ, cùng các xã vùng đệm tiếp giáp khu vực này, nằm trong địa giới hai tỉnh Kiên Giang, Cà Mau. Và màu nước đỏ này là do trầm tích của lá tràm lâu năm từ rừng nhuộm ra kênh rạch. Đất rừng rộng lớn là ngôi nhà kỳ dĩ ươm nguồn cá rừng, cá đồng, làm nên những giai thoại về đàn cá khủng trong ký ức khẩn quan. Cá sinh sản trong rừng có thể đi ra các kênh rạch để từ đó trở thành nguồn quê lợi cho cư dân trong vùng. Nguồn cá đồng dồi dào ở miệt U Minh khi ấy là món quà hào sản cho những ai dám vượt qua những thử thách khi đến khai phá vùng đất mới, cái xứ dưới sông Sáu Lội lên rừng cọp um. Ngày nay, vẫn còn đó những rặng rừng tràm xanh màu nguyên thủy, nhưng trong tâm thế của cư dân vùng đệm U Minh lặn lội đi đặt lưới, dở lợp, thì nghề chài cá với họ đã không còn mang lại nguồn thu nhập ổn định nữa. Nguồn cá khan hiếm, nhiều người như ông Năm Sừ tranh thủ đặt trúm bắt lương. À, trời ơi, bây giờ tôi nói thiệt chứ, con cá nó cái dạng mà còn thua người ta đi tắt đìa mình bắt hôi nữa. Cá rồi hồi xưa là đâu có lựa là con cá nhỏ đâu, ăn con cá bự không. Bây giờ là nói chung là có cá là mừng chết màu luôn. Kiếm cá bây giờ cũng khó khăn lắm đó. Giờ đây, dân ở rốn cá mà lại đỏ mắt tìm cá. Hồi đó xa xa 300-400 thước là mới là một cái nhà, mà bây giờ có thể khích chết nhau. Thì bắt đầu từ con cá bự tới con cá nhỏ, bắt cái nó kiệt quệ cá mình. Cũng vì cá đồng có lúc được giá mà bà Phan Thị Tơ vẫn còn nặng nợ với dòng kênh sát bìa rừng. Bà cất cái chòi để ngày ngày canh mớ cá đồng mỗi bận cất gió. Bấy nhiêu đây là thành quả của cả hai ngày kéo gió. Đó, thấy ngon ta mua mình bán cho mấy người đi đường không à? Đi mặn trên Bình Dương, trên thành phố đâu trơn rồi. Mấy ông già già thì ở đây kiếm cá, kiếm đồ bán, ăn lặt vặt chứ. Cũng như người này, người kia, người nọ rồi đó. Nhiều người kiếm quá thì nó sanh sản không kịp. Hả giờ mấy gió không? Đâu giờ thử kéo giùm con rồi. Quý khán giả thấy đó, trời ơi mọi người phụ nữ, cất gió luôn. Thất thu. Rồi. Xây gạo thóc này kia thì con cái nó mình đi mặn nó gửi về. Mấy đứa nhỏ này đi Bình Dương để cháu ở nhà nuôi. Nhiều người đến tuổi lao động rời xứ U Minh để tìm một miền đất hứa, chứ không chọn hành nghề hạ bạc bữa trúng bữa thất như thế hệ cha chú ông bà.
Nhưng cũng bắt đầu có những thanh niên không chịu khoanh tay đứng nhìn tài nguyên quê hương cạn kiệt, không chấp nhận xứ cá đồng và lại vắng bóng cá đồng. Khi đề án khôi phục nguồn cá đồng U Minh Thượng được ngành nông nghiệp địa phương triển khai, những nông dân có khát vọng, có ý chí hưởng ứng nhiệt tình. Bởi ý nghĩa sâu sắc của đề án này đã khơi thông nỗi trăn trở của những người lớn lên cùng cá đồng, mong mỏi đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết cho quê hương trên nền tảng bản địa. Để khôi phục phần nào danh tiếng cho Dương Quốc cá đồng, thì những vườn ươm cá trê vàng ở trạm kỹ thuật U Minh Thượng mang trọng trách lớn lao. Sau khi nuôi thử nghiệm, tạo nguồn giống, rà soát các điều kiện, các anh sẽ chuyển giao kỹ thuật nuôi cá trê vàng thương phẩm cho bà con, ứng dụng trong đời sống sản xuất. Năm 2023 thì U Minh Thượng là 3 hecta, 3 điểm nuôi cá trê vàng luân canh với ruộng lúa. Con cá trê vàng này là con cá có giá trị kinh tế rất cao, thì để cho bà con tăng thêm thu nhập trên cùng diện tích để bảo tồn cái con cá trê vàng. Chuyến điền dã của ekip ký sự cũng thật may mắn khi chúng tôi gặp được anh Tiên, người nông dân sản xuất giỏi, đang chuẩn bị thả khoảng 1.200 con cá trê vàng hơn một tháng tuổi từ ao dèo ra cánh đồng lúa sau nhà. Thời điểm hiện tại thì cái nguồn cá trê vàng là ngoài tự nhiên là hầu như là không còn nữa. Do là cái săn bắt nó cạn kiệt rồi, tôi muốn là tái lập lại cái cá trê vàng có trên cánh đồng giống như hồi xưa ở đây mình đã có. Còn một phần nữa là cái con cá trê hiện tại thì cái lợi nhuận nó cũng khá cao. Nó ở chung với lúa, lúa thì nó ít có sâu gầy hơn, thì cá thì ít hao cái thức ăn. Con cá nó sẽ ngon hơn cái mình nuôi là thức ăn công nghiệp không. Thì mình tái hiện lại được cái khung cảnh hồi xưa là cá trê có trên đồng thì rất là thích. Nói chung là cái cảm giác đó là thôi thúc mình hoài. Thấy là rất là khỏe. Chúng tôi thấu hiểu sự thôi thúc của anh Tiên, người nông dân, và cả chị Duyên, cán bộ chuyển giao kỹ thuật. Đó là làm sao thuyết phục nhiều bà con mạnh dạn chuyển đổi để có được sản lượng lớn, để đáp ứng nhu cầu thu mua, chế biến. Và quan trọng, để xứ cá đồng không biệt tích những loài cá đặc sản của đất rừng phương Nam một thuở, để thế hệ mai sau còn biết đến con cá sặc bổi, con cá trê vàng. Bọn trẻ khi lớn lên, dẫu đi đâu, về đâu, vẫn luôn tự hào về xuất thân từ thủ phủ cá đồng của mình. Nguồn cá đồng đã trở thành lương thực cho các chiến sĩ an tâm bám rừng, đứng chân ở vùng căn cứ trong những ngày cao điểm của cuộc kháng chiến chống xâm lược, đánh bật âm mưu nhổ cỏ U Minh của địch. Ngày nay, cá đồng U Minh đang đảm nhận trọng trách làm giàu, đổi đời cho bà con. Có ghé thăm những người lớn lên từ cá đồng quê nghèo, mới hiểu, cho dù đổi thay, họ vẫn trăn trở với nguồn cá đồng. Trong cái thời kháng chiến thì tôi cũng đi theo mẹ, theo ba, thì cũng là hoạt động cách mạng. Cho nên là bộ đội đi tới đâu thì mình cũng đi theo tới đó. Thì sau này thì tôi lớn lên thì được là đi học. Thì cũng là nhớ về những cái kỷ niệm của những cái ngày xưa mà ở trong làng rừng. Thì hàng ngày đi câu cá rồi đi là cắm câu thả giăn lưới rồi đó, cũng rất là nhiều những cái kỷ niệm mà ở trong rừng U Minh. Cái tâm thế biết ơn đất và rừng đã ăn sâu vào tấc lòng của người đàn ông lớn lên từ U Minh Hạ này. Và khi rời đất rừng phương Nam đến xứ Cần Thơ lập nghiệp với ngành hải quan, người nông dân Lý Văn Bon vẫn hay nằm mộng về xứ cá đồng thỏi nhỏ, để rồi vô tình lắng nghe những chuyên gia nước ngoài đánh giá môi trường tự nhiên ở sông nước Cần Thơ thích hợp cho việc lập bè thả cá. Ông Bảy Bon quyết định trở lại với nghề cá. Cũng có những cái kỷ niệm là tôi gặp lại với Philip Saren, là con của David Wexen, viện trưởng Viện Hải Dương Học Nha Trang. Thì Philip mới nói là cá ở nước ngọt này nếu mà không nuôi là sau này bị tuyệt chủng. Cái con cá quý hiếm hiện nay là nó mất đi rất là nhiều. Cho nên là mình mới nghĩ là phải là bảo tồn những con cá này để mình là làm cá bố mẹ, để mình cho nó sinh sản đồ. Nếu mà nó bị mất đi, sông này trở thành một cái dòng sông chết. Nuôi cá thác lát trên bè cá để làm giàu, ông Bảy còn ra sức lưu giữ khoảng 15 loài cá quý hiếm như cá hô, cá trà sóc, chạch lửa, nanh he, chốt chuột, tạo nên một bảo tàng cá nước ngọt ngay trên sông Hậu. Không chỉ là nông dân sản xuất giỏi,
ông Bảy còn tâm đắc khi làm du lịch ở ngay cửa ngõ Cồn Sơn, dựa vào nét đặc sắc của nghề cá và văn hóa nuôi cá đặc sản trên những lồng bè. Biết bao kiến thức về mỗi loại cá có được từ thở còn ở U Minh và sông Hậu đã giúp ông trở thành người kể chuyện lôi cuốn về con cá của Mekong trước sự thích thú hiếu kỳ của du khách. Thì chắc là giới thiệu quý vị, đây là con cá trà sóc. Con cá này là danh sách đỏ, cấm ăn thịt. Cá này Viện Nghiên cứu Thủy sản cho phép ở chỗ này nuôi để bảo tồn. Nhưng mà do cái tập tính nó ăn đêm mà nó nhảy rất là cao, cho nên nó là kéo cho quý vị xem là nó nhảy ra ngoài. Còn ai nuôi cá như tôi thì phải nuôi có con cá dầu đém. Để khi con cá khác nó chết, mình đem bỏ vô cái bè cá dầu đém nó ăn. Thay vì mình quăng ở ngoài nó ô nhiễm môi trường bị phạt. Thì con này là cái nghĩa địa để chôn hết những con cá chết đây. Đó. Thì nên nuôi kết hợp nhiều con gì đó. Muốn nói tới con cá cha bằng mà con cá da trơn. Cá này tại sao mà nó đại diện cho sông Mekong? Tại vì con cá này khi mà lớn lên là nó lên thượng nguồn sông Mekong. Nhưng mà tới cái ngày động dục sinh sản là nó trở về hạ nguồn. Nó di chuyển hai bên bờ sông, nó ăn cái trái bần rụng xuống, người ta gọi cái tên nôm na là cha bằng. Khi mà bắt xe lạnh là cá nó tập trung về để nó đẻ. Mà trước đây chưa đắp đập ở thượng nguồn, nó về có khi hàng trăm tấn. Và nghe chú Bảy kể thì mình mới thực sự biết, còn trước đó thì là cũng không biết gì về cá. Chú cũng tìm hiểu rất là sâu thì chú mới có những cái am hiểu như vậy, làm cho mọi người cảm thấy rất cuốn hút. Chúng tôi còn được ông Bảy kể một chuyện ly kỳ. Rằng 25 năm trước, khi lặn xuống sông Hậu để đóng bè, thợ thầy đụng phải những hang hốc sâu với hai luồng ấm lạnh. Ông Bảy Bon biết mình đã đặt bè ngay rốn cá sông ngầm. Cũng chính vì vậy mà mấy năm nay, nhờ đánh mùi thức ăn cho cá trong bè, nhờ sự an toàn của không gian bè cá, mà cá ngoài sông cũng về bến ông Bảy trong sự vui mừng của vợ chồng và niềm hân hoan của du khách. Thiên thời địa lợi nhân hòa, mà nhân hòa thì nó mới ở, chứ còn mình nếu mình bắt nó thì nó bỏ nó đi hết. Khách du lịch hàng ngày cho ăn rồi mình đó là cho ăn, bắt đầu nó đi nó rủ về, nó ra ngoài sông nó rủ về thêm nữa. Vậy là những con cá này nó có những cái tín hiệu với nhau đó. Nó có những cái tín hiệu đó, nó cũng hay lắm á. Thấy vậy đó, một bầy vậy nè, nhưng mà câu được một con rồi là nó bỏ đi hết. Vua cá Bảy Bon là danh xưng được người đời ca tụng, nhưng ông Bảy khiêm tốn nói rằng giữa thời điểm cá sông bị khai thác quá mức rồi biến đổi khí hậu xâm nhập mặn, lưu giữ được nguồn gen cá Mekong và lan tỏa tình yêu thiên nhiên, giáo dục về môi trường là chuyện cần phải làm. Và dẫu trời U Minh hạ xứ cá đồng từ lâu, ông Bảy Bon có thể phần nào hy vọng về xứ U Minh hôm nay, nơi có những con người tìm cách gầy lại nguồn gen cá đồng bằng những mô hình hay thực tế, tránh nguy cơ cá đồng biệt tích tuyệt diệt. Một dòng sông con rạch mà vắng cá tôm sẽ là một dòng sông chết. Con người lại càng không thể sống thiếu tự nhiên. Vì vậy, chuyện ươm dưỡng đàn cá hoặc bảo tồn một sân chim ở bất cứ nơi nào trên dải đất Việt Nam đều là những việc làm ý nghĩa đáng hoan nghênh. Khi thực hiện ký sự này, chúng tôi càng trân trọng những tình yêu môi trường lớn lao, những nỗ lực dành lại cho đời sau những di sản thiên nhiên như thế.